Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 13 phần 8 viễn cổ đại lục, Tiêu Viêm tham gia đại hội dược vực, Hanata ở ra viên thuốc 10 sao cấp 4. Chuyển sang tập 14 phần 8 viễn cổ đại lục, ban giám khảo đã tuyên bố Tiêu Viêm top 1 tài tổ thiếu niên, kèm theo danh hiệu phá kỷ lục cao nhất từ trình độ luyện thuốc của đại hội 3 hạng mục. Tiêu Viêm đã cười toe toét cái mỏ, khi hắn top 1 sẽ nhận được các vật phẩm rất quý hiếm như 10 miếng trung dài nguyên tinh, một viên 5 sao đấu đế giúp đột phá cấp độ đấu đế. Nhưng vì theo ban tổ chức Tiêu Viêm phá kỷ lục, hắn được ban tổ chức trao phần thưởng khác là tăng lên 50 miếng trung dài nguyên tinh, một viên 7 sao nguyên tinh giúp đột phá đấu đế. Độc Sấm đã tuyên bố cuộc thi dược hội đất thuộc kết thúc tại đây. Các thí sinh bị loại hãy dắt xe quay chiến đi về. Còn các thí sinh thuộc top 10 đi theo ông nhận giải thưởng. Nên một đoàn người đã đi theo Độc Sấm đến một ngôi nhà to huỳnh. Lúc này Độc Sấm đưa cho Tiêu Viêm 50 miếng trung dài nguyên tinh. Top 2 Mộng Lạc được 20 nguyên tinh. Top 3 Vương Triều 20 nguyên tinh. Còn từ top 4 đến top 10 được 15 nguyên tinh. Về phần Tiêu Viêm phải đi cùng Độc Sấm đến một nơi khác để lấy viên nguyên tinh cấp 7 giúp đột phá được đấu đế. Sau khi hai người Tiêu Viêm và Độc Sấm rời đi, Lôi Minh hay Mộng Lạc đều nhìn Tiêu Viêm. Nhưng Mộng Lạc đã dần có tình cảm với chồng của Huân Nhi và Thải Lân là Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm đang ở một căn phòng sau khi mở cánh cửa ra. Bên trong đây toàn là sương mù màu trắng. Tiêu Viêm thử dùng linh hồn xem sơ qua nơi này, nhưng linh hồn đã bị đám sương trắng ngăn lại. Độc Sấm giải thích với Tiêu Viêm về đám sương mù trước mặt được gọi là phệ hồn vụ. Nó sẽ ăn hết toàn bộ những thứ nào muốn đi vào đây. Chỉ có đấu tổ mới phá được phệ hồn vụ. Và Độc Sấm lấy từ chiếc nhẫn trên tay một tấm vải có rất nhiều ký hiệu. Hắn đã mở ra một con đường đi vào ngôi nhà này. Độc Sấm nhắc nhở Tiêu Viêm hãy đi nhanh lên, vì con đường này chỉ có thể hình thành vài phút. Trên đường di chuyển, Tiêu Viêm có nói chuyện với Độc Sấm, là hai người đang đi vào không gian khác do đấu đế sáng tạo ra. Độc Sấm nhận xét Tiêu Viêm nhận biết xung quanh rất tốt, nhưng không gian trước mặt do đấu tổ Biệt Trần sáng tạo ra. Trải qua một thời gian đi, Tiêu Viêm và Độc Sấm đi đến cuối con đường là một tổng bộ một ngôi tháp. Tiêu Viêm được Độc Sấm dẫn vào tầng 1. Độc Sấm đưa cho Tiêu Viêm một miếng đế cảnh cấp 7 bằng ánh sáng dung nhập vào đầu. Tiêu Viêm xin Độc Sấm giảng giải về cách hấp thu đế cảnh cấp 7. Độc Sấm hướng dẫn cách sử dụng là Tiêu Viêm hãy cố gắng cảm nhận và hấp thu đế cảnh khoảng 2 năm. Lúc đó Tiêu Viêm sẽ hiểu ra vấn đề. Nên Tiêu Viêm đồng ý sẽ ở đây 2 năm cảm nhận tu luyện. Ngoài ra Tiêu Viêm đã nhờ Độc Sấm một việc, là hắn có hai con vợ Thải Lân và Huân Nhi đang bên ngoài, mong Độc Sấm đoạn thời gian này giúp đỡ đám người Huân Nhi. Độc Sấm đã đồng ý với Tiêu Viêm, ông sẽ báo lại cho đám người Huân Nhi biết về tình trạng của Tiêu Viêm. Nên Tiêu Viêm đã lấy một lệnh bài có một tấm khắc dấu ấn linh hồn của mình đưa cho Độc Sấm, để Độc Sấm đưa cho đám người Huân Nhi ở nhà nghỉ Ngạo Tiên Cư làm niềm tin. Sau khi dược hội kết thúc, tên tuổi Tiêu Viêm nổi tiếng khắp dược vực. Người đã phá toàn bộ kỷ lục những kỷ lục từ trước đến nay. Lúc này một người chạy đến nhà nghỉ Ngạo Tiên Cư gặp đám người Huân Nhi. Huân Nhi đã được người này lấy ra lệnh bài của Tiêu Viêm. Lệnh bài Tiêu Viêm đã truyền tin cho Huân Nhi là hắn đang tu luyện bên trong dược điện một thời gian. Nếu gặp khó khăn Độc Sấm sẽ trợ giúp mọi ngày. Huân Nhi đưa cho ba người Cổ Nguyên, Thải Lân, Tiêu Viễn xem kiểm tra. Dĩ nhiên Cổ Nguyên nhận xét cũng may được dược điện bảo kê, chứ dầm ba cái đầu đế như họ cũng không mạnh cho lắm ở đây. Lúc này Huân Nhi cảm ơn anh Shipper truyền tin may mắn trở lại với đại lục tại Thiên Phủ Liên Minh Trung Châu. Vì Tiêu Viêm mang dị hỏa lên viễn cổ đại lục, nên phong ấn của hồn thiên đế tại một cái sân đang ở Thiên Phủ Liên Minh đã có dấu hiệu bị yếu. Hồn thiên đế linh hồn đã thức tỉnh tại phong ấn. Hắn thề phá được phong ấn sẽ tìm Tiêu Viêm chém cả họ. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm đang trong dược điện ngồi tu luyện. Tiêu Viêm đang cho ra linh hồn phá lớp đa chắn của không gian bản nguyên cấp 7 để hắn tìm cách hấp thu năng lượng. Trải qua một tháng sau, linh hồn của Tiêu Viêm đã phá nát không gian bản nguyên cấp 7. Sau đó Tiêu Viêm đã bắt đầu hấp thu năng lượng của bản nguyên cấp 7 ở trên trán của mình. Trải qua rất nhiều thời gian, hiện tại ở đại lục Trung Châu thuộc Diệp Thành,
Diệp Thanh đã chạy vào báo cáo với đại trưởng lão Diệp Trọng Đấu Tôn Bảy Sao và một số người như Hân Lam Đấu Tông. Là dưới chỗ Dương Hỏa Cổ Đàn đang xảy ra động đất rung lắc như máy rung. Do đó Diệp Trọng đã quyết định cho Diệp Đồng trưởng lão thứ sau Đấu Tông 9 sao xuống cái hầm Dương Hỏa Cổ Đàn xem tình hình. Nhưng Diệp Đồng vừa lặn xuống đất đã phải ngoi lên bờ. Diệp Đồng trình bày ở dưới Dương Hỏa Cổ Đàn. Hắn đã lặn được hơn 1000m đã phải quay đầu. Khi đấu khí của hắn có dấu hiệu bị đốt cháy, khả năng dị phả mới đang được sinh ra khi Viêm Đế Tiêu Viêm rời khỏi đại lục. Hiện tại Hân Lam nghe thấy tên Tiêu Viêm, cô lại nhớ đến cục xúc xích ấy. Diệp Trọng nói chuyện Hân Lam cho ý kiến dưới Dương Hỏa Cổ Đan. Tuy nhiên Hân Lam hỏi lại Diệp Trọng đang nói về vấn đề gì, khi cô đang tương tư nhớ Tiêu Viêm không để ý, nên Diệp Trọng trình bày lại một lần nữa là Dương Hỏa Cổ Đan đang có phát sinh. Tất nhiên danh tiếng Hân Lam trong Diệp gia hiện tại còn hơn cả đại trưởng lão. Khi cô có Thiên Phủ Liên Minh và Tiêu Viêm bảo kê, nên Hân Lam quyết định Diệp gia cứ xử lý bình thường, nhưng hãy mời Đường Chấn của phần Viêm Cốc đến hỗ trợ 500k một ngày. Nếu có gì hỏa mới xuất hiện thì hãy gửi tin nhắn cho Thiên Phủ Liên Minh. Diệp gia làm như vậy sẽ được Thiên Phủ bảo kê hơn. Do đó Diệp Trọng đồng ý với Hân Lam. Diệp Trọng cứ Diệp Thanh đi đến phần Viêm Cốc mời Đường Chấn, còn Diệp Mạc hãy đi xuống Dương Hỏa Cổ Đàn điều tra tiếp. Trở lại chỗ Thiên Phủ Liên Minh tại một cái sân, Hồn Thiên Hê tính toán thời gian phá phong ấn là còn khoảng 50 năm nữa hắn sẽ ra khỏi chỗ này. Hắn sẽ tìm lại anh em hồn tàu chém chết Tiêu tộc, chuyển đến chỗ Tiêu Viêm đang hấp thu dung hợp bản nguyên cấp 7. Cũng may bản nguyên cấp 7 này thuộc tính lửa vừa khít với Tiêu Viêm, nên Tiêu Viêm đã đột phá thành công đấu đế 3 sao sơ kỳ. Hiện tại Tiêu Viêm đã mở mắt đi đến xem ngọn lửa trước mặt có ý định làm gì. Từ trong không gian chỗ Tiêu Viêm phát ra tiếng chào hỏi. Tiêu Viêm tố một dược hội vi phạm xem lén ngọn lửa, nhưng vì phạm lỗi lần đầu nên bỏ qua. Tiêu Viêm đã tu luyện xong hãy đi ra khỏi dược viện. Tiêu Viêm đã đi ra khỏi chỗ này đi đến chỗ phòng một người huân nhi ở trong một chỗ khác ở dược viện. Tiêu Viêm phát hiện Cổ Nguyên và Chú Khôn đã đạt đến đấu đế 1 sao hậu kỳ, còn hai người Huân Nhi và Thái Lân đấu đế 1 sao trung kỳ. Sau đó Tiêu Viêm hỏi Tiêu Viễn về tứ huyết chi địa thuộc vùng nào. Tiêu Viễn kể về khoảng cách từ dược vực đi đến tứ huyết chi địa khá gần, nhưng ở đó có đấu đế 9 sao bảo kê, mà trong tứ huyết chi địa có 7 gia tộc mạnh nhất là Nguyệt Thần Tông, Hắc Khí Tông, Ma Yết Phái, Phong Dương Môn, Bách Hoa Cốc, La Gia, Lâm Gia. Tiêu Viễn đề nghị Tiêu Viêm đi đến đó đừng có đánh nhau, không hơi khó chạy thoát, chứ tiêu tàu trên viết cổ đại lục đã nát lắm rồi. Do đó Tiêu Viêm khẳng định hắn sẽ giúp tiêu tàu trở thành tộc có tiếng trên viết cổ đại lục. Lúc này Tiêu Viễn xem cấm kỵ chi môn của Tiêu Viêm đạt đến trình độ nào. Tiêu Viêm cho biết đã học được tầng 1, nên Tiêu Viễn đánh giá Tiêu Viêm học nhanh thế. Cuối cùng 6 người Tiêu Viêm đã khởi hành theo hướng Tây đi về tứ huyết địa. Tại một khu rừng có một đám người đang di chuyển thảo luận với nhau. Hiện tại đám người Tiêu Viêm đang di chuyển, Tiêu Viêm nhận biết phía trước có 3 người đấu đế đang muốn chặn mọi người. Tiêu Viêm đã nói chuyện với 5 người Tiêu Viêm. 3 người trước mặt chính là Tà Nguyệt Tam Quân, Tà Nguyệt đấu đế 7 sao sơ kỳ, Tà Tâm đấu đế 6 sao sơ kỳ, Tà Vũ đấu đế 4 sao hậu kỳ. Vì vậy Tà Nguyệt nhận xét Tiêu Viêm cũng am hiểu phết về danh tiếng của họ. Cảm ơn anh em đã xem hết video.